một cái tốt để giúp anh em giải kiếm được 5 đến 10 triệu một tháng thậm chí là hơn nữa từ cái việc làm affiliate marketing ngay ở trên Facebook nhá cái việc này rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ không cần phải sáng tạo không cần phải đầu tư nọ kia quá nhiều chúng ta chỉ việc là làm theo thôi nhá hãy làm theo những cái người người ta đã làm rất là thành công rồi ok thì đầu tiên cái tốt này là cái tốt gì chúng ta xây dựng một cái fanpage video ở trên Facebook thôi nó rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ chỉ có bốn bước này thôi nha chỉ có bốn bước duy nhất thôi các bạn có thể nhìn trên màn hình của mình cái bước 1 là các bạn lên trên YouTube hoặc là lên trên TikTok các bạn tìm ra những cái view viral mà dạng là review nhá. Review thì nó dễ kiếm tiền hơn. Còn lại nếu các bạn mà có tay các bạn tìm được nhiều hơn thì càng tốt. Nhưng bọn mình thì bọn mình dùng tu thì không nói rồi. Nhưng nếu như các bạn thì các bạn dùng tay thôi hoặc là các bạn follow theo những cái pet lớn mà nó đang làm đây cũng là cái cách mà mình chỉ cho mấy bạn mình nó làm rất là nhanh tức là follow theo nó thế nó làm cái gì mình làm đi hè đấy ví dụ như là follow theo một số các pet lớn này nó đang làm này đấy thì nó làm cái view nào mình lấy luôn cái view này không cần phải sáng tạo nhé các bạn hãy tìm tìm một cái view nào mà có những cái bạn nữ xinh xinh như này chẳng hạn này là rất là hút đấy các bạn có thể tìm những cái video dạng như này cái bạn này là chuyên review về quần áo chẳng hạn thì các bạn tìm như vậy nấu ăn quần áo nó chung nhiều lắm đấy nhưng mà hãy tránh những thằng quá lớn nhé vừa vừa thôi vì những thằng quá lớn nó hay report đấy anh tránh những kiểu như là ông giáo review thứ mấy ông đấy là mấy ông rất là đỉnh mấy ông hay report hay tinh các bạn hãy chọn những cái bạn nào mà nó vừa vừa thôi thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều nhé Đấy, đó là cái đầu tiên, đầu tiên là phải tìm được cái content Cái việc thứ hai đó tải về và rep lại nhá Tải về và lại, tải về và bắt đầu là render Render sau đó thì rep lại, chỉ có ba bước thôi Tải về thì các bạn dùng cái phần mềm gì Các bạn có thể sử dụng một cái tool có tên là 4K Đấy, 4K download là cái tool mình cũng hay dùng Đấy, Cái tool này thì ra mình cũng hay dùng để down view ở trên uh, uh, YouTube Thế còn lại nếu các bạn tải view ở trên uh, TikTok chẳng hạn Thì các bạn có thể sử dụng cái, uh, đây, nhiều lắm Các bạn có thể Google nhá nhưng mà đây là công cụ mình hay dùng, hay tải. Đấy. Tiếp theo, sau khi các bạn tải về rồi thì các bạn có thể là render lại, render tức là mình chỉnh sửa lại cái video, video từ hình dạng đang thì dọc thì mình cắt lại cho nó vuông, đấy. hay là từ từ cái dọc như này thì mình vuông nó lại, hoặc là ngang thì mình vuông nó lại đấy, hoặc là thêm chữ, thêm nghĩa, rồi các bạn có thể làm. thì các bạn cũng học theo thôi học theo những pet lớn này. còn nếu mà các bạn đã đi đa của những cái pet này rồi thì không cần phải gì hết. nếu mà anh em đỉnh đỉnh hơn một tí thì mình có thể dùng những phần mềm edit video lật ngược lại. Đấy, vỡ như cái cô gái này đang ở bên phải đúng không? dụ cầm cái này ở bên tay à, tay trái thì mình lật sang bên tay phải. Lật ngược cái cái video lại thì nó sẽ thành một cái video hoàn toàn mới. Đương nhiên là cái cách này chỉ là lắc cơ bản thôi, còn nếu mà anh em muốn làm ngon hơn thì phải phải có tốt để render. Nhưng mà trong cái view này thì dài quá mình sẽ không nói kỹ đến như vậy. Các bạn chỉ cần biết là một đó là tải về, hai là render tức là chỉ sửa lại và ba là up lên. Đấy. Nếu các bạn mà làm mà mà không có điều kiện đó, thì hãy làm bằng tay, không cần phải tun gì hết bởi vì rất là nhiều người bạn của mình toàn dùng tay thôi chứ bọn nó cũng chẳng biết dùng tool tại vì mua tool thì thứ nhất là các bạn phải biết cách dùng cái thứ hai là các bạn phải có tiền đấy các bạn đầu tư thì mới ok đấy, tiếp theo là các bạn bơm view thì bây, bây giờ á, vẫn có một số anh em như mình hiện tại giờ mình vẫn làm vậy tức là mình ghép công nghiệp tức là là mình tải một cái video về sau đó mình làm công nghiệp lên hàng, hàng chục cái page thậm chí hàng trăm cái page và có cái thì lên có cái thì không lên đấy là tùy thế nhưng mà nếu các bạn muốn làm chặt ăn chặt và làm đơn giản nhất là làm tầm dưới 5 hoặc là dưới 10 cái pet thì anh em có thể là dùng cái phương pháp là bơm view bơm view thì các bạn có thể vào trực tiếp cái server này của mình đấy, view nhá view tạo một cái tài khoản là ví dụ như này tạo một tài khoản sau đó thì đăng nhập vào đăng nhập vào thì các bạn bấm một cái chỗ nạp tiền nhá nạp tiền này thì các bạn nạp tiền theo đúng cái như này ở đây chẳng hạn như các bạn nạp bao nhiêu tiền cũng được 5 đô 10 đô tùy anh em một đô thì bằng 23.000 Việt Nam đồng nhá cái này thì nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là nạp à, các bạn có thể tạo tài khoản tạo tài khoản sau thì comment xuống dưới cái ấy. comment cái tên tài khoản nào, xuống cái view này mình tặng cho mỗi bạn 20 000 đi 20 000 tức là một đô để các bạn dùng thử test thử nhá ok đấy thì các bạn vào trong phần dịch vụ của ấy. order trong này có rất nhiều dịch vụ nhé gọi order đấy một cái dịch vụ các bạn chọn cái dịch vụ đó là facebook view chất lượng ngay nhá facebook view chất lượng cao giá của nó là giá tính theo đô tức là 1,65 đô trên một nghìn view tính ra tiền viện để khoảng tầm 35 36 nghìn gì đấy trên một nghìn view thôi nó rất là rẻ thôi các bạn bơm một cái view á, các bạn làm ít thôi nhá lúc đầu hãy làm ít thôi làm khoảng tầm 3 5 cái video cũng được hoặc 10 cái video nếu có điều kiện à, uh, một page cũng được hoặc là nếu có điều kiện thì làm 53 cái bếp bởi vì nó sẽ có tỷ lệ chứ không phải ăn chặt 100 phần trăm nhưng nó sẽ có tỷ lệ thì các bạn bơm cho mình khoảng tầm 3 ba view đấy nhưng mà bơm lại rải, rải dần, dần thôi chứ không cần là bơm bọc hết ngay đâu cũng như 1.000 view xong một lúc sợ mấy hôm sau lại 1.000 view quá chẳng hạn thế uh, chia ra mỗi ngày 1.000 view chẳng hạn thế thế là dần dần thì cái page các bạn bắt đầu có lượt tức là Facebook một thuật toán đó là cứ cái nào có nhiều lượt xem nó sẽ quan tâm và nó, nó sẽ hiển thị cho những người khác. Cái này thì mình đã nói về câu chuyện về thuật toán của 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 Facebook một lần rồi các bạn có thể lật lại trên cái kênh YouTube của mình để xem. Còn nếu không thì các bạn cứ thế các bạn làm theo nhá. Cái này thì mình không thể chắc chắn 100% là cái view đó sẽ lên trên xu hướng hoặc là lên top hoặc gì đó. Nhưng mà các việc các bạn làm đều đặn như vậy làm từ 3 năm đến 10 cái video thì vô hình chung sẽ làm cho cái page của bạn các, các cái video của bạn bắt đầu là có người xem. Vào đấy nó sẽ bắt đầu đề xuất à, trên trên uh, Facebook này ấy, thì view đến từ đề xuất chứ không phải đến từ tìm kiếm như là YouTube mà nó sẽ giống như là TikTok vậy ạ. Cái nào càng nhiều view càng uh, thì uh, Facebook nó sẽ biết à cái video này có hay, có nhiều người xem. Đấy thì bắt đầu là uh, nó sẽ đề xuất. Thì khi mà các bạn làm một thời gian như vậy rồi, à, làm vài cái video rồi thì bắt đầu có rồi thì các bạn sẽ đến cái bước là tạo cái đường link để xe tạo đường link thì các bạn nhìn này. Mình lấy ví dụ đây nhá. Lấy ví dụ thôi nhá, các bạn đừng bắt chiếc nhá. À, ví dụ như cái page này chẳng hạn. Đây các bạn nhớ là khi mà mình á, các mình phải để lại cái nguồn nhé nguồn là mình lấy đâu mình phải để lại thì đỡ bị report đỡ bị mất chết mất pet của mình và trong này thì các bạn chỉ việc là liệt kê ra các cái sản phẩm thôi thì rất là dễ nếu các bạn lấy của những cái bạn như này nhé nếu mà lấy của các bạn như này thì các bạn chỉ bấm vào đây chưa xem nó ra cái sản phẩm gì các bạn vào các bạn xem sản phẩm sau đó thì các bạn xóa à, xóa cái chỗ từ chỗ dấu hỏi này nhé các bạn xóa đi à, xóa đi Đấy các bạn enter đúng không xem đúng sản phẩm chưa đúng cái sản phẩm đấy rồi á thì các bạn copy cái đường link này và các bạn bỏ trong asset chơi cho mình nếu bạn nào chưa có tài khoản asset chơi thì mình sẽ để cái đường link đăng ký ở bên dưới và nếu các bạn đăng ký theo cái đường link của mình á, thì các bạn hãy ebook cho mình mình sẽ có một cái đội support riêng dành cho các anh em mà đăng ký uh, tài khoản asset chơi dưới cái dưới cái đường link của mình á à, bên asset chơi sẽ trả cho mình một khoản tiền là 20.000 nghìn trên một cái người mà đăng ký dưới cái đường link của mình thì mình có cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho các bạn nên là nếu các bạn đăng ký dưới cái đường link của mình á thì hãy nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ các bạn nha ok rồi bây giờ anh em dùng cái đường link này và bỏ trong các sách chơi để mà lấy cái đường link dạng rút gọn nhưng mà nó là của mình thì người ta mua mình mới nhận được hoa hồng đúng không? Đó thì các bạn điền đây thôi nhớ là không được bỏ link ở trong cái bài viết nhé bỏ link ở trong cái bài viết này thì uh, Facebook nó sẽ bóp mình sẽ không thể nào mà viral cái video được mà các bạn cần phải bỏ xuống phần bình luận này Đấy. các bạn để ý sao xin link váy này các kiểu này nói chung là để mà kiếm được khoảng độ 5 đến 10 triệu thì mình nghĩ là nó là một cái điều vô cùng đơn giản thôi anh em ạ Nó không có gì ghê gớm đâu Đấy xin link cái quần này Đấy người ta hỏi cái gì thì mình thả được link vào đây thôi đó, Cái bạn quý Anh này Cái bạn này lại đi thả link vào đây của người ta Người ta làm mất công lại đi thả link vào đây đó, Thế thì không được đúng không đó, Nhưng mà cái tỷ lệ này thì có rất ít Nhưng mà các bạn hãy tưởng tượng xem nếu mình mà có thời gian và mình đi trả lời mọi người á Bỏ link vào đây á Thì khá là ok Đấy ok lắm đây này xin chân váy các kiểu này đấy chỉ việc thả linh thôi các bạn mày lại đi lấy công người khác và lại thả đây rồi đấy. nhưng mà mình khi các bạn không nên đi làm này nhé tự xây lên một cái pet à, video thì mình có thể mượn của các bạn đấy để mình dùng được nhưng mà tự xây lên một cái pet à, rất là dễ thôi xây pet thì tải về tải về cắt ghép thì cắt ghép không thì cứ thế này mà bế lên thôi nó để tiêu đề nào để nguyên như vậy cũng được chẳng làm sao nhưng mà các bạn cần phải bỏ tiền ra để bơm một ít view nhé bơm một ít view thì các bạn chỉ cần việc tạo tài khoản ở trên cái uh, kênh là Big Man View này thôi, view com tạo tài khoản sau một cái thì các bạn uh, nạp tiền, Đấy, nạp tiền vào đây, nạp tiền thì nạp bao nhiêu cũng được mình hỗ trợ các bạn, chẳng hạn như các bạn nạp 10 đô, 20 đô, bao nhiêu tiền được không quan trọng nhé, đây là hỗ trợ. còn nếu anh em mà chưa có điều kiện anh em muốn thử ấy, thì anh em comment cho mình cái cái tên tài khoản ở bên dưới này, mình sẽ tặng 20 đô, 20 nghìn nhưng mà đối với lại 10 anh em đầu tiên thôi nhé, 10 anh em đầu tiên là tặng 20 000 nghìn trên một cái tài khoản này, comment bên dưới này thì mình tặng cho anh em để anh em trải nghiệm. Không thì đến lúc rồi cái video này có thể tồn tại đây tầm một năm nữa mà anh em vẫn comment thì mình không thể nào trả lời hết anh em được. thì anh em phải thông cảm với mình. nha, ok? thì đấy là một cái tốt, Mà cái tốt này thì bọn thật là bọn mình làm cũng khá là, là lâu rồi. nếu anh em mà nào mà mà thích dùng tool nhá, thích dùng tun thì mình chỉ cho anh em một cái tun. đấy, mình chỉ, mình sẽ chỉ cho anh em một cái tun nhưng mà hiện tại cái tun này mình vẫn đang dùng ok nhưng mà sau này chưa biết là thế nào nhá. nên là nếu mà lúc nào mà anh em muốn dùng á thì có thể là hỏi mình trước để mình hỏi hỏi thì có thể hỏi mình trước để xem là cái tool đấy còn dùng được không à, cái tool dhb DHB. À, dhb đúng không lâu quá không dùng quên tên đời đúng không à, thì mình vẫn đang dùng cái tool của bên này là cũng khá là ok à, các bạn vào trong này các bạn tải cái tool tiktok hay là reapp um, tiktok reapp youtube reapp facebook này à, reapp facebook à, thì các bạn có thể lấy nguồn từ rất là nhiều nguồn khác nhau bây giờ mình sẽ đăng nhập thử cho các bạn xem nhé đây cái tool thì giao diện nó rất là dễ dàng như này thôi á Từ cái việc đặt lịch và lên lịch các thứ Nguồn thì các bạn có thể lấy từ rất nhiều Từ Youtube, từ Facebook, từ từ TikTok, từ TikTok Trung Quốc Rất nhiều nguồn à, Tool dùng rất đơn giản Các bạn nhờ bên tool họ support cho Thế là ok nhá Thế còn lại bạn nào muốn đi sâu hơn vào cái việc mà làm affiliate Và coi nó là một cái nghề để chúng ta kiếm tiền lâu dài ấy, Thì các bạn có thể tham gia một cái khoa học tư duy của mình Có tên là 1000 cũng kiếm thì khoa học này hiện tại bây giờ mình vẫn đang giảm giá hỗ trợ cho anh em trong cái dịp tết này đó là 868 trăm sáu đấy chưa bao giờ mà mình có một khoa học mà nó rẻ đến như vậy thì anh em nào mà quan tâm đến thì có thể là đăng ký để mà thêm cái tư duy cho mình về cái việc mà làm affiliate tất cả những cái thứ này mà mình chỉ cho anh em á nó là cái công cụ và nó chỉ có tác dụng ở một thời điểm nhất định thôi nhưng nếu mà anh em có cái tư duy á thì anh em có thể là ngày mai ngày kia cái tốt này nó bị fix đúng không thì các bạn vẫn có thể là nghĩ cái khác được đấy, giống như mình mình lâu luôn mình nghĩ rất là nhiều các cái cái tốt những cái phương pháp để làm là bởi vì mình có cái tư duy và mình muốn là hướng dẫn cho anh em cái tư duy đấy chứ không phải là cách làm như thế này bởi vì là cho anh em cái cần câu cho anh em cái cách để biết đi làm cái cần câu như thế nào chứ không phải cho anh em con cá ví như ngày mai kia nó thích mất cái tốt này thì anh em lại móm đúng không nhưng nếu mà mình cho anh em cái cần câu thậm chí là mình sẽ dạy cho anh em cái cách để đi tìm cái cách thì anh em sẽ làm được rất là bền và coi là một cái nghề được nhá ok thì đấy là những thứ mà mình muốn chia sẻ cùng anh em trong cái video này nếu anh em thấy cái video này hay video giá trị tất cả những cái điều mà mình chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay các bạn cảm thấy là ok nghe ông ấy nói được và cái ông ấy nói có lý thì các bạn có thể là ấn đăng ký kênh hoặc là theo dõi cái, cái kênh này của mình hay là comment sang bên dưới thậm chí là like chia sẻ giúp mình cái view này để cho để cho youtube nó biết là, là cái view này thật sự là có giá trị chứ không phải rác nhá ok cảm ơn em rất là nhiều bye bye